Thôi khi dùng cái tính năng 50 này thì nó có những cái lưu ý sau đây để anh em mình có thể tránh được, tránh bị mất tiền oan. Không phải là oan gì anh em. Cụ bên là tại người, mình dùng không đúng cách thì nó hư. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Là thì đây, chúng anh em đây thì đang có một con máy cắt cỏ Estin FX20 ha. Một dòng máy cao cấp nhất của Estin tại thị trường Việt Nam nha anh em ha. Nếu mà xét về thị trường thế giới á, thì nó có những mẫu khác ở công suất lớn hơn, máy mạnh hơn và hầm hố hơn nữa. Nhưng mà riêng ở Việt Nam em mình á, thì hãng chỉ phân phối máy cỏ hai mã thôi anh em, là Estin FX230 và Estin FX250. Mà riêng con Estin FX230 á, thì nó sẽ được một ưu điểm hơn con 250 này là nó rẻ hơn, đâu đó tầm 1 triệu anh em. Nhưng bù lại nó nhược điểm hơn con Estin này, có nghĩa là con Estin này nó có quá nhiều ưu điểm so với F230 à, nên đó là lý do tại sao mà thiện mình thì không có bán F230 luôn. Bởi vì nếu anh em đã mua F230 rồi thì nên bỏ thêm một triệu nữa anh em lấy luôn con 250 này, thì thật sự anh em có một con máy nó hoàn thiện hơn rất là nhiều. Đầu tiên về trọng lượng ha, Estin F250 là mẫu máy trong phân khúc nòng 40 ly mà nó nhẹ anh em, nó rất là nhẹ, xét khô nó chỉ có 6,3 thôi ha. Đó, xét khô nó chỉ có 6,3 thôi. Rồi so với con 230 á, thì Estin nó sẽ sử dụng piston tốt hơn, nòng tốt hơn, hai lá bạc, rồi được gia công đa số tại châu Âu anh em ha. Còn F230 là mẫu máy mà phân khúc tầm giá rẻ nên hãng đặt hầu như nhà máy sản xuất tại Trung Quốc nên giá nó sẽ rẻ xuống để cho những anh em nào mình có cái kinh tế tầm tiền mà nó hạn chế thì chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng nếu anh em đã muốn mua cái tin rồi thì thật sự thì khuyên anh em là nên lấy cái tin 250 này, nó sẽ có những cái trải nghiệm cũng như một sản phẩm tốt hơn cho anh em. Rồi còn cái tin 250 này thì nó trang bị cho anh em một quả piston 40mm nha ha anh em, 40mm anh em cũng khá là mạnh để anh em được cướp thoải mái rồi ha. Và cái thì thấy trước giờ thì mấy tin 250 khá là nhiều và hầu như luôn 90% anh em chọn cái tin 250 vì nó nhỏ gọn và nhẹ nha anh em ha. Lý do mà anh em chọn cái tin 250 đa số là nhỏ gọn và nhẹ, bởi vì xét khô nó chỉ có 6,3 thôi, nó rất là phù hợp cho những anh em nào mà bị đau lưng nè, những địa hình đồi dốc nè, địa hình đồi dốc ở miền Bắc anh em. Ngày xưa những anh em miền Bắc rất ít dùng cái tin, nhưng hiện tại ở ngoài Sơn La anh em, ở ngoài huyện Sơn La, Hà Giang rồi Cao Bằng rồi đó dùng cái tin rất là nhiều luôn ha. Bởi vì nó nhỏ gọn nhẹ thích hợp cho địa hình đồi núi. Và giá hiện tại của con Estin FX50 này á, thì nó đang có mức giá là nó cũng đã tăng rồi anh em, đã tăng so với vài tháng trước. Thậm chí nếu anh em lấy giá này nha, anh em so với năm trước thì nó tăng lên gần cả triệu đồng nha anh em. Bởi vì như anh em thấy là ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới, tất cả ngoài máy móc cắt cỏ luôn ha, ảnh hưởng cái về cuộc chiến tranh của Ukraine và Nga đó anh em. Nên con cái tin này thì công ty của nó là Đức á, nên nó sẽ bị ảnh hưởng khá là nặng nề ha. Và tình hình kinh tế giới, đồng tiền mất giá nè, phí vận chuyển rồi cước tàu thuyền rồi nó tăng giá ha, làm tất cả mọi thứ hàng hóa đều tăng giá, từ máy cỏ Trung Quốc đến máy cỏ hãng, đa số đại đa số máy nào nó tăng hết. Mà riêng con cái tin đến mọi người thì tăng dễ nhất nè, nếu anh em ta so giá hiện tại so với giá cùng thời điểm năm ngoái nó lên gần cả triệu đồng luôn, hay lắm nên cũng. Nhưng hiện tại nhu cầu của anh em mua tin cũng khá là nhiều, bởi vì nó như này lúc nào thì nó có nên nó rất là nhẹ ha, những nên đau lưng, những bác lớn tuổi, những địa hình đồi núi dùng rất là thoải mái. Con này thì thiện gửi cho anh khách ở Tiền Giang ha. Thì như anh em biết là Tiền Giang là một tỉnh ở miền tây và thuộc miền Nam đó anh em, thuộc miền Nam. Mà những nơi miền Nam á thì thiện thấy nếu mà dùng máy bãi á thì dùng Echo, Shinawa, Philips rất là nhiều, còn máy mới á thì máy tin rất là nhiều anh em ha. Đó, và con Estin này thì thiện gửi cho anh khách ở Tiền Giang và hôm nay thì sẽ tiết nổ luôn ha, tiết nổ cho anh khách luôn đó, và quay video anh khách anh em mình xem cho nó vui nha ha. Con tin hết vui này thì nó có một tiếng nổ rất là hay anh em, giờ thì sẽ đổ xăng vào và nổ thử cho anh em mình nghe nó vui ha. Giờ thì sẽ đổ xăng vào test nổ thử luôn ha, cho anh em mình lâu lâu nghe tiếng máy tin cho nó vui anh em. Xăng này thì phải nhớ rồi nha. Vấn đề thì nhớ nhau trong những con máy cái cỏ hoặc là máy cưa hai thì rất là quan trọng, thì nó nhắc nhở đi trong rất nhiều video rồi ha. Nên anh em lưu ý giùm thiện là chúng ta luôn luôn phải, nếu có điều kiện, thậm chí không có điều kiện dạy anh em, chúng ta luôn luôn phải sử dụng nhớt xịn và pha nhớt đúng tỷ lệ ha. Cho anh em mà chỉ cần
mua chúng nhất nhá nhất rẻ thôi là mấy anh em ra đi liền đây, mà một máy chính hãng bộ hơi đó rất là đắt. Một máy chính hãng như thế này bộ hơi nó tầm khoảng 1 triệu, gần 2 triệu đến hơn 2 triệu, à, thì rất là cao đó. Nên chúng ta nên dùng những loại nhớt chính hãng thứ nhất, thứ hai là nhớt xịn một tí để đảm bảo được độ bền ha, cũng như là độ sạch của máy. Rồi công tắc nha anh em, kẹt về nè, nhồi nha. Này thì trước khi giật máy mới mà chúng ta nên nhồi để cho nó hít xăng hít nhớt vào, rồi chúng ta sẽ giật sau nha anh em. À, đại quên nói anh em nữa, mình phải đóng e anh em ha, đóng e, kẹt xuống đóng e. Hơi rất là căng rồi, rồi thì giật thử nha. Đó, đổ liền thôi đi. Cái nổ này khéo là hay đúng không? Tăng chưa lên nha. Bố hay thì mà trên máy tin nữa thì nghe đẻ quá anh em. Đây, giật lại nè ha. Kéo ăn chó ha, tất cả các máy cỏ hoặc là máy cưa anh em giật giùm Thiện, nhớ giùm Thiện này. Giật đúng cách nha, kéo cái chân chó nè, giật rất là nhẹ. Giật đúng cách anh em, nó nhẹ hơn mà nó là bền hơn nữa nha anh em, nó bền cái đắp giật của chúng ta hơn nha. Đây, giật ra ăn chó nè, giật nè. À, đã là ok rồi đó anh em. Rồi, ok. Đó, xong ha. Những cái máy mới nha thì thật sự thì anh em không lo về vấn đề mà trục trặc đâu nha. Đảm bảo anh em luôn, rất là hiếm. Chắc chắn là sẽ có trục trặc đi. Bởi vì không có gì là hoàn hảo ha. Một vài ngàn con, một vài chục ngàn con gì đó thì cũng có một vài con nó sẽ bị có vấn đề lỗi lầm gì đó, nhưng mà rất là hiếm ha. Đó nên anh em nếu được thì Thiện sẽ test trước cho anh em để anh em yên tâm hơn nha. Thôi thì dùng cái TNMS50 này thì nó có những cái lưu ý sau đây để anh em mình có thể tránh được, tránh bị mất tiền oan. Cũng không phải là oan gì anh em, cụ bên là tại người mình dùng không đúng cách thì nó hư. Nhưng mà con cái TNMS50 này á, cái linh kiện của nó thực sự thì nó sẽ hơi đắt, đúng không? Thực sự là như vậy luôn, nên thực sự thì hơi đắt luôn, nhưng bù lại chất lượng gia công nó rất là tốt đó. Nên anh em phải dùng thứ nhất là nhớt ngay cho nó đúng cách ha, chúng ta dùng được cái tải máy để cho nó bền. Thứ hai là cái đầu bò anh em, cái đầu bò của máy rất là quan trọng nha anh em, phải che mở thường xuyên để có mớt nhớt có mỡ trong đó nó bôi trơn những cái nhau, những cái bắt đạn để tránh tình trạng là khô mỡ nha anh em. Bởi vì có rất nhiều anh em dùng, cứ dùng tới dùng đại dùng thứ dùng rùi anh em, tới lúc nó khô mỡ bởi bắt đạn hư nhông thì thay cái thi cái đầu bò lô thì cũng có, đầu bò lô thì tầm khoảng 400-450 nghìn anh em, còn đầu bò riêng thì đắt lắm. Nên anh em lưu ý cái đầu bò dùng Thiện là phải che mở thường xuyên để chúng ta dùng nó ok hơn ha. Rồi giá hiện tại là 5.650.000, anh em được miễn phí vận chuyển tặng một cái bugi và một cái tiếng. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc là để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu TNMS20 này để anh em thêm tiền nha. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh cũng như thông báo mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em sẽ biết và xin sẻ những thông báo Thiện cho anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, hẹn gặp lại anh em video nha.